Khả ái lạc thần ngộ vào được vị kiến giả ái lạc chủ giá thần này, minh bạch lãnh ngộ được cảnh giới này cho nên vào được môn giải thoát này. Nhìn lại xuất hiện trong thế gian, quán khắp sở thích của chúng sinh, đủ thứ phương tiện khiến thành thục giải thoát này của Tịnh Quang Thần. Như Lai xuất hiện trong thế gian, tại sao Phật phải xuất hiện nơi thế giới Ta Bà? Vì muốn cứu hộ chúng sinh ra khỏi biển phiền não, quán khắp sở thích của chúng sinh, Phật quán sát hết thảy tâm của chúng sinh, xem trong tâm của chúng sinh thích những gì. Phàm là những gì chúng sinh muốn, Phật đều khiến cho họ được đầy đủ mà đắc được yên vui. Đủ thứ phương tiện khiến thành thục, Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho căn lành của họ được thành thục mà đắc được giải thoát. Do đó đủ thấy chứng minh Phật giáo hóa chúng sinh cũng chẳng dễ dàng. Nếu như dễ dàng thì Phật chẳng cần đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa, chỉ cần dùng một phương tiện pháp môn thì có thể độ hết tất cả, lại hà tất phải dùng đủ thứ phương tiện để độ. Đủ thấy chúng sinh là khó độ. Phương tiện pháp môn này dùng xong mà chúng sinh chưa độ được thì dùng pháp môn khác để độ. Nếu muốn khiến cho chúng sinh này tin pháp này, hiểu pháp này, hành pháp này, chứng pháp này, kiên trì mãi đến khi chúng sinh được độ mới thôi. Cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn khiến cho chúng sinh thành thục quả vị Phật. Lại có lối giảng khác là dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa đủ loại chúng sinh. Vì căn tánh của chúng sinh khác nhau cho nên phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn, loại chúng sinh nào thì dùng pháp môn đó để giáo hóa, cho nên nói đủ thứ phương tiện khiến thành thục. Trong hai lối giảng này, lối giảng sau viên mãn hơn. Lối giảng ở trước là nói Phật phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa một chúng sinh. Điểm này có vấn đề, có phải Phật không biết căn dục của chúng sinh? Vì Phật biết căn dục của chúng sinh cho nên mới dùng một phương tiện pháp môn để độ chúng sinh này, chẳng cần dùng đủ thứ phương tiện pháp môn. Vậy đủ thứ pháp môn là vì giáo hóa đủ loại chúng sinh. Giáo hóa rồi còn phải luôn luôn trợ giúp cho chúng sinh này tu hành. Tu hành rồi mới được thành thục, thành tựu đạo nghiệp. Giải thoát này của Tịnh Quang Thần, vị ly cấu quang minh chủ giá thần đắc được môn giải thoát này. Lại nữa, chủ dược thần Cát Tường được môn giải thoát, quán khắp tất cả tâm chúng sinh mà siêng nhiếp thủ. Đạo lý ở trên chưa nói hết, cho nên lại tiếp tục nói. Vị Cát Tường chủ dược thần là thần quản lý về dược thảo, cỏ thuốc. Dược có công năng trị bệnh, có bệnh gì thì phải hút thuốc đó. Ví như bệnh cảm thì phải uống thuốc giải độc, họ thì uống thuốc cao tỉ bà mới có công hiệu, thuốc đến thì hết bệnh. Thuốc có thuốc hay và thuốc độc, cho nên phải có thần để cai quản, không có thần để quản lý thì dễ có hại cho chúng sinh. Vị thần này tên là Cát Tường. Cát Tường tức là bình an chẳng bệnh, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nếu có bệnh thì có thể uống thuốc này thì sẽ hết bệnh. Không có bệnh cũng có thể uống thuốc này, uống rồi thì vĩnh viễn chẳng sinh bệnh. Vậy thuốc này là thuốc gì? Đó là thuốc hoan hỷ. Người người hoan hỷ thì vĩnh viễn chẳng đau bệnh. Người người yêu sầu thì luôn luôn đau bệnh. Cho nên hoan hỷ tức là Cát Tường, chẳng hoan hỷ thì chẳng Cát Tường. Người xưa từng nói, tự cổ thần tiên chẳng phép màu, luôn sinh hoan hỷ chẳng sinh sầu. Thần tiên là gì? Tức là người bất tử. Tại sao thần tiên bất tử? Vì họ ngày ngày sinh hoan hỷ mà chẳng biết sầu muộn. Các bạn muốn trường sinh bất lão chăng? Vậy thì ngày ngày phải uống thuốc hoan hỷ, tức cũng chẳng nóng giận, vui cười là linh đan trường sinh bất lão. Vị chủ dược thần này quán sát khắp tất cả bệnh của chúng sinh. Nếu người có bệnh tham thì cho uống thuốc giới. Nếu người có bệnh sân thì cho uống thuốc định. Nếu người có bệnh si thì cho uống thuốc huệ. Thuốc hay giới định huệ này truyền trị bệnh nhiệt tham sân si. Bệnh tham sân tương đối dễ trị, chỉ có bệnh si khó trị nhất. Bệnh si là gì? Ví như có người khởi vọng tưởng, chẳng muốn học mà muốn đỗ trạng nguyên, chẳng trồng trọt mà muốn gặt hái ngũ cốc, chẳng tu hành mà muốn khai ngộ, đó là bệnh si. Tâm của người si vọng tưởng ước rằng, hoa nở mãi đừng bao giờ tàn, trăng rằm sáng mãi đừng khuyết. Nước sông ngòi ao hồ đều hóa thành rượu, lá cây trong rừng đều biến thành tiền. Đó là bệnh si, cũng có thể nói là bệnh tâm lý biến thái. Vị thần này nhiếp tất cả chúng sinh si tâm vọng tưởng,
đến con đường bằng phẳng Bồ Đề Đại Đạo, nói với họ: hãy tỉnh dậy, đừng nằm mộng giữa ban ngày. Nhân sinh tức là mộng, ngày nào thức tỉnh thì ngày đó giác ngộ. Vị này đắc được môn giải thoát siêu nhiếp thủ. Chủ dược thần trên đàn lâm được môn giải thoát, dùng quang minh nhiếp thủ chúng sinh, khiến cho người thấy được chẳng lúa qua. Vị trên đàn lâm chủ dược thần, trên đàn là tên cây, cây này có hương thơm đặc biệt, rễ, cành và hoa đều có thể chế thành dầu thơm. Hương thơm tỏa ra hàng mấy dặm, còn có tác dụng làm thuốc. Thuốc phân ra hàn, nhiệt, ôn, bình bốn loại. Ví như xuyên quân là dược tính hàn, có tác dụng làm giảm bớt, có thể trị như thần, gọi là mãnh tướng. Cam thảo là thuốc bình hòa, trị được trong chất độc, gọi là cát lão. Tê giác là thuốc giải nhiệt, nhân sâm là thuốc bổ. Có bệnh gì thì dùng thuốc đó để đối trị, phải hiểu chứng bệnh và biết rõ tính thuốc, thì dù thuốc độc cũng là tiên đan, thuốc tiên. Nếu không thì thuốc tiên cũng biến thành thuốc độc, làm lỡ mạng sống của người. Vị chủ dược thần này minh bạch cảnh giới của Phật, dùng quang minh để nhiếp thủ chúng sinh, khiến cho tâm niệm của chúng sinh không lún qua mà đắc được diệu dụng, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ dược thần ly trần quang minh được môn giải thoát, dùng tịnh phương tiện diệt tất cả phiền não của chúng sinh. Vị ly trần quang minh chủ dược thần này liệt khỏi sự nhiễm ô thế gian mà đắc được quang minh thanh tịnh. Vị này dùng phương tiện pháp môn thanh tịnh để diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được quang minh thanh tịnh, trừ khử sạch bệnh hư si phiền não, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ dược thần danh xưng Phổ Văn được môn giải thoát, dùng tiếng đồn lớn làm tăng trưởng vô biên biển căn lành. Vị danh xưng Phổ Văn chủ dược thần này tiếng đồn rất lớn, xa gần đều nghe. Ở trong chúng chủ dược thần, vị này rất có danh vọng, ai cũng đều biết. Vì thuốc của vị này trị được tập khí màu bệnh của chúng sinh, hết thảy đều sinh ra đủ thứ căn lành. Vị này đắc được cảnh giới của Phật, dùng tiếng đồn lớn để trị bệnh chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe được tiếng đồn của Ngài mà phát tâm Bồ Đề, làm tăng trưởng vô biên biển căn lành. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta cử hành niệm Phật thất. Trong 7 ngày này, mọi người tụ hội lại với nhau đều là có duyên cùng nhau thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là cơ hội khó có được, đừng để luống qua. Cho nên người tin Phật mượn sự nhàn rỗi trong sự bận rộn để tham gia niệm Phật. Tại sao phải tham gia niệm Phật thất? Vì dùng sức của một người niệm Phật có lúc sẽ gián đoạn, để chẳng lên niệm này. Mọi người niệm với nhau thì không thể gián đoạn, do đó niệm Phật niệm được chẳng gián đoạn. Miệng niệm Di Đà thành một phiến, tạp niệm chẳng sinh đắc tam muội, vãng sinh tịnh độ chắc có phần. Cuối cùng nhàm chán khổ ta bà, mới dứt tâm niệm cõi hồng trần, bèn cầu vãng sanh cõi cực lạc, buông bỏ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Trong 7 ngày này chúng ta phải đắc được niệm Phật tam muội thì mới chẳng lãng phí công phu. Càng khổ càng phải niệm, càng khó càng phải niệm. Đừng sợ khổ, đừng sợ khó. Đừng coi trọng cái túi da hôi thối này. Ngồi xuống thì cảm thấy lưng đau, đi thì cảm thấy chân đau. Niệm nhiều thì cảm thấy cổ khô và khan tiếng, chịu không thấu. Chịu không thấu là ai, hà tất xem cái túi da hôi thối này quá quý trọng. Hãy vì pháp mà quên mình. Thân này là giả, là vô thường, đến lúc nó cũng sẽ bỏ đi. Bây giờ bạn khách sáo với nó, bảo hộ nó, thương tiếc nó, chẳng muốn nó chịu lạnh, chẳng muốn nó đói, chẳng muốn nó khát, càng chẳng muốn nó bệnh. Bạn trợ giúp nó không ngừng, coi chừng nó. Xong thời gian lâu dần thì nó từ từ suy giảm từng bộ phận, mắt nhìn chẳng rõ ràng, tai nghe chẳng rõ, cho đến tứ chi chẳng linh hoạt, thậm chí chẳng làm gì được. Đến lúc đó, bạn càng đối với nó tốt, nó cũng chẳng nghe sự sai khiến của bạn, chẳng nghe lời bạn. Vì vậy cho nên chúng ta phải thừa lúc thân thể còn khỏe mạnh, thì cố gắng tinh tấn niệm Phật, phải mượn cái giả tu cái thật. Điểm này các bạn nên chú ý. Có người nói, năm ngoái tôi tham gia niệm Phật thất, chẳng có cảm ứng gì, năm nay tôi không tham gia nữa. Đây là quan niệm sai lầm, chính vì năm ngoái chẳng đắc được diệu dụng gì, cho nên năm nay càng phải nỗ lực niệm Phật, thì nhất định sẽ đắc được diệu dụng. Người tu đạo phải tinh tấn hướng về trước, đừng thối lùi về sau.
phải ngày càng tinh tấn, phải ngày càng thành tâm, như thế thì mới có sự thành tựu. Hai vị tỳ kheo ba bước một lạy, vì thế giới hòa bình lại ở trong mưa trong gió cũng chẳng cảm thấy lạc khổ, đó là cảm ứng sự thành tâm. Các bạn niệm Phật ở trong phòng chẳng thể nói là khổ, cho nên phải nỗ lực niệm Phật, niệm được cảnh giới, niệm Phật tam muội thì mới có công đức. Mọi người hãy nhất tâm, nhất ý niệm. Chủ dược thần Mao Khổng Hiện Quang được một giải thoát đại bi tràng, chạy nhanh đến tất cả cảnh giới bệnh. Vị Mao Khổng Hiện Quang chủ dược thần này, mỗi lỗ chân lông của ngài đều hiện ra đại quang minh. Quang minh này khéo về chữa trị bệnh tật của tất cả chúng sinh. Bất cứ chứng bệnh gì, chỉ cần quang minh này chiếu đến thì sẽ khỏi. Vị dược thần này đắc được đại bi tràng, cũng là tứ bi tràng. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tứ bi hỷ xả là bốn tâm vô lượng của Bồ Tát. Hết thảy tất cả căn lành đều từ bốn tâm vô lượng này sinh ra. Nhất là tâm từ càng quan trọng. Trong sớ văn có nói, dùng sức từ căn lành, phóng nguyệt ái đẳng quang, thân tâm hai bệnh, vừa niệm liền diệt. Tâm từ là mẫu thể của căn lành. Nếu chẳng có tâm từ thì tất cả căn lành không thể tăng trưởng. Cho nên phải tu từ tâm tam muội mới tăng trưởng căn lành được. Tất cả thanh văn duyên giác, Bồ Tát và chư Phật đều từ tâm từ mà thành tựu. Tâm từ hay sinh căn lành, có hơn công đức căn lành thì sẽ chứng Phật quả. Cho nên từ bi là pháp môn căn bản nhất, quan trọng nhất của người tu đạo. Thường dùng tâm từ bi để hành bố thí thì công đức sẽ vô lượng vô biên, cho đến bát nhã cũng là như thế. Do đó có thể biết tâm từ bi là hạnh môn quan trọng nhất, cho nên người tu đạo phải lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Người hành Bồ Tát đạo phải đầy đủ từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Dùng bốn tâm vô lượng này làm gốc thì tất cả căn lành sẽ sinh ra. Sinh ra rồi thì một thứ thần thông diệu dụng cũng đầy đủ. Đây đều có mối quan hệ với nhau, thần thông diệu dụng chẳng phải vô duyên cớ mà có. Có tu hành mới có được. Các bạn nghĩ muốn có thần thông diệu dụng chăng thì hãy tu từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng. Khi nào tu viên mãn thì lúc đó sẽ có thần thông. Vì thế công phu tu hành là cước đạp thật địa chứ chẳng phải may mắn mà có được. Từ tức là Phật, Phật tức là từ, lại có thể nói từ tức là pháp môn đại thừa. Pháp môn đại thừa cũng chẳng vượt ra khỏi từ này. Vì thế nói từ là hạnh môn quan trọng nhất. Nếu lìa bỏ từ bi thì miễn bàn. Các bạn thấy đó, Đức Phật tu hạnh môn từ tâm tam muội và nguyệt ái tam muội. Bây giờ dùng công án để giải thích gì là từ tâm tam muội. Đức Phật có vị đệ tử thông minh nhất đó là Đề Bà Đạt Đa, anh em chú bác với Đức Phật. Tuy Đề Bà Đạt Đa thông minh nhưng tâm đố kỵ quá nặng. Ông ta muốn hại chết Đức Phật để tự mình làm Phật, nên xúi dục vua A Xà Thế thả voi say để hại chết Đức Phật. Đức Phật bèn nhập từ tâm tam muội, duỗi năm ngón tay ra hóa thành năm con sư tử. Sư tử hống lên một tiếng thì lập tức voi say không dám hoành hành nữa, mà cúi đầu quỳ xuống bị Đức Phật hàng phục. Phật nói với đệ tử, lúc đó ngón tay của ta hóa thành sư tử, đó là do sức căn lành mà thành tựu, ta dùng tâm đại từ bi để hàng phục voi say. Lại dùng công án nữa để giải thích gì là nguyện ái tam muội. Khi Phật tại rừng Sa La Long Thọ, trong định quán sát, thấy